môi trường mà xung quanh cạn kiệt phụ nữ nên cái gì vậy môi trường xung quanh cạn kiệt phụ nữ, ai nói câu đó? Phụ nữ quá trời cạn kiệt đâu ra? Cạn kiệt là sao? Ông này bữa nay tới đây được là mai đó, tưởng đâu mặt mày bầm tím đi không nổi tới đây rồi đó. Tại vì những lúc làm mệt về đôi khi cũng muốn kiếm một người nào đó để đấu võ đây xả chết. Thề cái người đó có lớn hơn 1-2 tuổi cũng chịu, do với nó kiếm dễ thương quá. Con đi hẹn hò cô. Rửa nhà, coi chừng nhà. Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Chuyện con của em hả? Thôi, đi xuống. Con không có hẹn cái gì ở đây hết trơn á. Trời đất ơi. Ê, đừng có đuổi ta gì vậy? Không có được, anh đi quá, vô đi. Gì vậy? Chơi đuổi. Hả, cái này cháu của em. Hả? Cháu của em. Cháu thì cháu chứ ngồi xuống đó, để tôi giải quyết. Ngồi xuống. Em đâu có hẹn hò. Ngồi qua đây. Không có được, trời đất ơi, má không được, gia đình của nó gửi vô em. Ngồi xuống. Chỉ là mai mối cho người ngoài thôi. Thì ngồi xuống tôi giải quyết, ngồi xuống. Con ngồi xuống thôi. Con ở đâu vô? Dạ ở Huế. Ở Huế? Dạ. Con đang ở với ai trong đây? Dạ ở bên nhà của cô. Ở nhà của cô? Dạ. Cô làm gì cô có quyền? Ở nhà cô có quyền, còn ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò. Ai cũng có quyền đăng ký tham gia. Đừng lấy chuyện nhà làm chuyện chung. Chuyện nào là chuyện đó. Quan kia tôi giải quyết cho. Thôi không biết. Thôi không được. Con. Quan kia. Cái gì vậy? Bữa nay giải quyết rồi. Quan kia. Qua đây. Chương trình đang tự nhiên đuổi con cháu tôi về. Để tôi lo bên đây cho. Chú chào con. Dạ con chào chú. Con nhiêu tuổi? Dạ năm nay 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Tên gì? Thương Hoài. Thương Hoài. Bên đây Thương Hoài 24 tuổi nha. Ủa mà cháu đâu mà? Rồi anh tự làm mai mình anh luôn đi, làm mai với ai? Làm mai chàng trai. Chàng trai đâu? Kêu chàng trai ra đây. Dạ tôi không kêu. Chàng trai đâu xuất hiện? Ghế của anh Huyền Linh. Xin chào chương trình, xin chào các bạn. Mình tên Thành Luân, mình đến từ Bình Phước. Mình đang làm công việc ở gara sửa xe hơi ô tô quận 7. Ủa, chưa hỏi gì trơn mà. Thôi tự em giới thiệu luôn. Giờ sao giờ là con em, mời con ngồi hay mời em ngồi? Bên kia cháu cô. Dạ thôi mời con nghe. Con á, vậy mời con ngồi. Thôi, bây giờ nè, chú Huyền Linh hỏi nha. Dạ. Con vô đây ở với cô Cát Tường. Dạ. Con làm gì? Dạ, con đi học nghề tóc về nail. Sao con có 23 tuổi mà con đi kiếm bạn gái, kiếm vợ làm chi vậy? Nói chung là môi trường mà xung quanh cạn kiệt phụ nữ nên... Cái gì vậy? Môi trường xung quanh cạn kiệt phụ nữ, ai nói câu đó? Phụ nữ quá trời cạn kiệt đâu ra? Cạn kiệt là sao? Là do cái công việc của em là lúc nào cũng nằm trong xe hết, không bao giờ ra ngoài nên cũng ít tiếp xúc với phụ nữ. Nằm trong xe là sao, nói rõ hơn? Là em là thợ máy, em sửa xe không à. Không lẽ sửa cả ngày cả đêm, có thời gian nào riêng cho mình? Thời gian đêm thì lúc đó thì lúc mệt mỏi rồi thì chỉ có đi ăn tối xong về ra quán cà phê ngồi xong rồi đi về ngủ thôi chứ. Vậy bây giờ nếu mà có bạn gái thì thời gian nào dành cho bạn gái? Thì khi mình có bạn gái thì tất nhiên mình phải dành một cái niềm vui nào đó cho bạn gái để mình tiến theo đường xa hơn rồi nhé. Vui gì nói thử cô nghe vui không? Ví dụ như tối dắt đi uống nước, dẫn đi hồ đá chơi. Đó, con nghe bạn Lương Minh kia nói chưa? Rủ bạn về bạn dẫn đi hồ cá chứ nằm trong xe hoài con thích. Dạ đi hồ cả thì con không thích, đi công viên ngắm chó thì được. Trời, sở thích gì kỳ lạ vậy? Dạ vì con thích chó lắm chú. Con thích chó hả? Dạ. Bây giờ nè, bên đây á sở thích là dắt đi công viên ngắm chó. Bên kia sở thích là gì, có thể cho biết được không nhỉ? Sở thích của em thì em được thích ngắm gái xinh. Ngắm gì? Ngắm gái xinh. Ngắm gái xinh trời ơi. Dạ. Một bên thích ngắm chó, một bên thích ngắm gái. Nhưng mà hầu như mỗi lần em ngắm một lần đều bị mắng vốn. Là sao? Tại sao bị mắng vốn? Tại vì ở gara em là khu chung cư mà mỗi lần chiều đến về là toàn những cô có chồng ngang không à. Còn mỗi lần ngắm là mấy cô để ý. Mà để ý xong rồi họp dân phố lại là ra mét gara em. Trời đất ơi. Giòm sao? Gì mà đến mức mà phải ra họp trên phố? Nói chung là mình không có dòm gì nhiều, chỉ đi ngang thấy xinh ồ lên xong bắt đầu ra rủ thêm mấy người trong làm chung lên. Dạ chung ồ. Vậy là đi họp trên phố đó hả? Dạ. Gây rối trật tự. Gây rối trật tự, phá rối chị em phụ nữ xung quanh. À, nói vậy là xạo. Có phải là làm cái gì người ta chứ tự nhiên nhìn không ồ mắc mớ gì đâu. Vậy là kể chưa thành thật. Thành thật đi. Này, thành thật thì em thì sửa xe á, thì có nhiều lúc mà chui dưới gầm xe á, rồi những chị phụ nữ mà chui đi. Rồi, không, không, cái đó. Phải họp tổ dân phố chứ, đúng không quý vị? Trời
Có đôi lúc mình chỉ vô tình thôi chứ mình không cố ý. Vô tình mà còn kêu nhiều người mà kêu bằng vô tình. Không, này bữa nay tới đây được là mai đó. Tưởng đâu mặt mày bầm tím đi, không nổi tới đây rồi đó. Rồi vậy bây giờ em thích những cái ưu điểm gì của người bạn gái tương lai của mình? Em thì em thích người phụ nữ khuôn mặt dễ thương, nói chuyện dễ thương. Và thứ nhất là em thích con gái có vỏ. Chi vậy? Tại vì những cái lúc làm mệt về đôi khi cũng muốn kiếm một người nào đó để đấu vỏ để xả chết. Sở thích lạ lùng vậy. Nãy giờ em nghe tiếng bạn nữ bên đó thì em đã thích rồi. Cùng miền Trung với em. À vậy hả? Dạ. Nói chung như vậy là nãy giờ em muốn dở màn lắm mà chưa có cơ hội để dở màn. Ai cho dở, ai cho dở. Rồi, chưa gì đòi dở rồi. Bây giờ chú lên hỏi con nè. Dạ. Mẫu người yêu của con như thế nào? Dạ mà nếu được thì có rau quen nón hay là lụng lông tiên hay là răng khỉnh. Căm trẻ càng tốt. Nào cười cô coi coi con. Em chẳng có những gì của bạn gái hết. Thì đó là nếu được thôi cho con. Đúng rồi, muốn người yêu của con là đừng có đòi hỏi hôn quá. Muốn người yêu mình đừng đòi hỏi hôn quá. Nói chung đừng có ép. Chứ tự động con sẽ hôn đúng không? Giống như con khi nào mà hôn mà con thấy cảm thấy thì cảm thấy cảm xúc dâng trào thì con sẽ hôn. Bên kia yêu có đòi hôn không? Dạ có. Quá, em qua coi trước nè, anh coi trước nè. Có gì đâu coi. Đâu quên hả? Ngày nào không coi thì coi gì nữa. Thôi để anh coi. Con ơi, anh bên này cũng sao mà cứ nằm dưới coi người ta hoài. Được, đẹp trai. Sao, cô chịu không? Nhỏ hơn lớn hơn con, tuổi con chịu không? Dạ chịu. Chắc chắn chịu không? Dạ chắc chắn. Thề đi. Thề. Thề sao? Thề cái người đó có lớn hơn 1-2 tuổi cũng chịu. Do vậy nó khiến dễ thương quá. Chưa có thấy mặt nó tưởng nó đẹp như cô Cát Tường vậy đó. Trời ơi. Bên kia có đồng tiền. Dạ. Trẻ cô Cát Tường nhiều. Tóm lại là nếu con là cháu chú cũng chịu thế con á. Dạ. Được á. Dạ. Nhưng mà có tật đừng có nhìn người ta mặt thấy, đừng nhìn nữa nha. Thề không? Thề. Thầy để con kia nghe đi, sao bỏ không nhìn sao thầy đi. Xin thề với bạn gái đó, nếu mà sau này có xảy ra tình trạng đó chắc không dòm nữa đâu, dòm bạn gái thôi. Được, chấp mày à. Bây giờ con nghe cho con. Dạ. Tùy con nha, chú biết nha. Thôi, tôi bỏ tay rồi. Đừng có thừa chú nha. Rồi, kéo màn lên. Chú này chú hồi hộp, không được chắc cô Cát Tường chửi chú chắc nát luôn á. Vô nhìn tự đi. Giới thiệu vợ, tự xây ghế nhìn luôn đi chứ còn gì nữa. Bạn tới từ từ. Đừng có nhìn. Nhìn thấy được chưa? Dạ thấy tắt bính là nó ok rồi. Tắt bính ok hả? Dạ. Cho em giỡn mặt đi. Mày muốn vợ lắm rồi nè. Dạ, hả, chào đi. Anh. Chào anh bạn gái. Sao? Dạ anh thấy em sao? Chưa gì kêu bạn gái rồi. Anh thấy em sao? Em thì rất là dễ thương. Cũng mới lúc còn tiền. Ra Huế bao giờ chưa? Mình chỉ mới ra tới Quảng Nam mà chưa ra tới Huế. Còn tỉnh ra Huế không? Thì hy vọng là trong tương lai chắc sẽ ra. Nếu được chắc tháng sau cũng ra. Còn một phút nữa nói tiếp đi. Anh cao mét mấy? Mình cao 1m74. Không cần mình đứng cho mình bạn coi. Anh trong gia đình? Mình là con cả trong gia đình. Mình còn một đứa em trai nay đang học 12, một đứa em gái đây đang học lớp 1. Em không thích con trưởng cho lắm. Con trưởng như con thứ rồi. Mà em bị lén. Tại vì nhà em của anh nó nắm quyền hết. Ủa, anh còn quyền như vậy hả? Vậy còn nghe lời mẹ không? Mẹ thì tất nhiên phải nghe rồi. Mẹ là người trên nhất mà. Nghe lời mẹ để bỏ vợ hả? Không, lúc đó để cho mẹ với vợ tự xử đi. Nhưng mà mình cũng hy vọng là khi mà bạn thương mình thì về chắc chắn bạn sẽ thương mẹ mình. Tại vì mẹ mình rất là dễ thương. Dạ. Rồi hết giờ. Rồi chúng ta có 3 khắc để xem ai sẽ là người bấm nút và ai người không bấm nút, hay là hai người đều bấm nút. Chuẩn bị. 1. Hai. Tôi mệt rồi nha. Kia đầu chắc ký vòng gãi hoài. À. Hư rồi anh ơi. Chưa bấm gì nó hư rồi.
Sao? Dạ. Bạn nữ bấm rồi đó. Bạn nữ bấm em cũng bấm anh. Bạn hiện nay cảm giác sung sướng thế nào? Ừ, nói chung là tuyệt vời luôn mà. Tối giờ em mất ngủ lắm luôn rồi. Chung là nãy giờ chỉ có điểm là được cái thiệt tình. Rồi, hai người có thể nắm tay ôm nhau thật chặt. Không gì được không? Dạ, mai một đôi cho nằm thịt ngon. Một đôi cho nó hết đó, rồi ok luôn. Rồi, hai bạn chờ chúng ta sẽ quay số may mắn. Các bạn trẻ đang muốn tìm một nửa, hãy đến với Bạn Muốn Hẹn Hò và nhận được những giải thưởng quý giá của Toshiba khi tham gia chương trình. Không căn cứ vào kết quả các bạn có thành đôi hay không, chỉ cần các bạn tham gia chương trình, các bạn sẽ có cơ hội quay bánh xe may mắn để trúng một trong bốn giải thưởng đến từ Toshiba. Tủ lạnh Toshiba GRWG66VDA, bay bổng cùng kiệt tác. TV LED Toshiba L4300 màn hình 50 inch, trải nghiệm kết nối đích thực. Laptop The New Satellite L40 mang đến những trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động chưa từng có, với rất nhiều màu sắc phù hợp với giới trẻ năng động và cá tính. Máy giặt chuyển động trực tiếp FDD Inverter Toshiba AWDC1700W, sức mạnh tối ưu, vận hành êm ái. Và bây giờ vòng quay may mắn bắt đầu. Ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Không hẹn hò với nhau nhưng các bạn vẫn có cơ hội quay vòng số may mắn. Bắt đầu quay. Chúc bạn hạnh phúc. Và bây giờ bạn nam sẽ nhận được một chú gấu bông của Toshiba. Kệ, mình không tìm được bạn gái thì mình tìm được con gấu. Tối về mình ôm con gấu mình ngủ cũng ngon. Thấy sao? Dạ, thấy hợp lý lắm. Hợp lý lắm. Dạ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hai bạn sẽ nắm tay nhau và cùng quay một lần. Bắt đầu. Quay để nhận những phần quà từ Toshiba. Mời bạn ở cặp đôi thứ nhất. Đúng là. Rồi bây giờ hai đứa này đứa nào quay trước? Quay cố gắng quay lấy tủ lạnh cho mình. Tủ lạnh người ta lấy rồi ông ơi. TV. Rồi mời bạn nam. Giặt đó, không lấy cái nào. Máy nhá. Và đây là phần câu hỏi dành cho khán giả trả lời để nhận giải thưởng từ chương trình với các sản phẩm của Toshiba. Ở mỗi tập phát sóng, các khán giả hãy đón xem và trả lời câu hỏi ở phía cuối chương trình để nhận được một trong bốn phần quà là TV, tủ lạnh, máy giặt hoặc máy laptop. Nhưng ở lần này trong bốn bạn tham gia chỉ có ba bạn may mắn trúng thưởng, nên sản phẩm còn lại là một laptop Toshiba The New Satellite L40, trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động. Và sản phẩm cho khán giả tập này là một laptop Toshiba The New Satellite L40, trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động, sẽ dành cho khán giả xem truyền hình. Tất cả sẽ dành cho hai khán giả có câu trả lời chính xác nhất trên trang Facebook Bạn Muốn Hẹn Hò. Câu hỏi đầu tiên, bạn nữ ở cặp đôi thứ hai quê ở đâu? A. Huế, B. Đà Nẵng, C. là Bình Định. Câu hỏi thứ hai là có bao nhiêu bạn trả lời giống như câu trả lời của bạn? Và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn tài trợ chính Toshiba. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất. Hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh cùng với bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. Em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em
Vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Vậy hả? Có nghĩa là bây giờ là một công việc mới hay là một ước mơ mới mà mình đang phải học tập? Dạ, em một cái mới, một cái lĩnh vực khác nên là em cần phải trau dồi bản thân hơn ạ. Đúng không? Bây giờ là phải học tiếp. Trời ơi, như vậy là em là người rất là có chí luôn á hả? Dạ, đúng không chị? Nhưng mà cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? Dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm. Rồi, mời bạn trai. Alo, em đem. Alo, 1, 2, 3, 4 đi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chạy lên, đâu rồi? Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, khỏi lên. Alo rồi đó, được không? Alo, 1, 2, 3, 4. Thấy chưa? Lên gì nữa. Rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả trường quay, chào anh bạn bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Trọng 26 tuổi, dạ. Cố vấn dịch vụ xe ô tô đúng không? Dạ. Là ngồi để người ta đem xe vô, người ta coi hư cái gì, sửa gì, mình tư vấn cho người ta. Dạ đúng rồi. Thế này kia đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ. Mời mà em gái. Em đang làm ở Bình Dương hả cơ? Bình Dương. Dạ đúng rồi chị. Còn bạn gái làm ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh, dạ, bạn đang tạm dừng công việc rồi. Quận mấy? Dạ em ở Tân Bình ạ. Tân Bình. Tân Bình đi Bình Dương cũng được, không xa lắm. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Dạ về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc ạ. Vậy hả? Dạ vâng. Rất là điểm yếu là em dễ khóc lắm hả? Nói chung là có một số chuyện ví dụ như xảy ra hơi bất ngờ thì em cũng hơi dễ khóc. Chị nghĩ cái đó là điểm dễ thương chứ không phải điểm yếu. Điểm yếu ví dụ như là hay ghen tuông lồng lộn nè, dữ dằn nè, hay là bừa bộn đồ này kia nọ. Dạ. Có không? Có ghen không? Dạ không ạ. Không hả? Dạ em cũng không có thể là ghen tuông. Có nóng tính không? Có nóng tính không? Dạ có một chút xíu ạ. Xíu thôi. Dạ, hả? Vâng. Khuyết điểm có gì không em? Khuyết điểm là hay khóc nhè thôi. Chỉ có vậy thôi hả? Chỉ có vậy thôi. Dễ ẹt. Còn em trai? Dạ, về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong công việc. Và cũng dễ gần, là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Em biết hát anh. Hát hả? Dạ. Vừa hát bài gì lớn lên cho bạn đàn gái nghe coi. Tinh tí xíu tặng bạn nữ. Tí xíu luôn ha. Dạ. Ok. Nhưng mà chị phát hiện ra một cái điểm yếu của em là em nói nhanh và nói nhỏ quá à. Bên đó cũng nhỏ. Bên đây mà hai người á, coi như cả bà Mai, bà Mối lẫn bạn gái bên đây nhắm lỗ tai lên nghe mà nghe không kịp luôn á. Em cũng nghe bằng nữ tên gì nữa. Không nghe được gì luôn. Nói chung hai bên đều nói nhỏ hết, chút mình nói lớn lên nha. Hả? Dạ dạ. Rồi. Em có tật xấu gì không vậy? Chồng. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh. Dạ. Với lại sợ máu. Sợ máu hả? Dạ. Trọng là cố vấn dịch vụ, thành ra là cái tính tình cởi mở lắm, giao tiếp mà hàng ngày với khách hàng mà. Dạ. Rồi, bây giờ thì bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Dạ em nói lớn lên nghe để bên kia người ta không nghe đó, người ta nói mình nói dạ nhỏ. Tơ cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào ạ. Là em chưa trải qua mối tình nào? Dạ vâng ạ. Lý do lo học hành quá hay sao? Thì lúc đi học thì em lo học, còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An, thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Nên là nói chung là em cũng không gặp ai ạ. Trong dạ cái môi trường mà nói chung là không có cơ hội để mà có thể có những cái người bạn khác giới đúng không? Có dạ, chăng ta đã có gia đình rồi. Dạ đúng rồi ạ. Còn bên kia thì sao em ơi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình đó. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Quen cũng được, em cũng tìm hiểu bằng đó năm rồi mà đơn phương thôi. Thôi mối tình thời sinh viên rồi. Dạ. Rồi mối tình kế tiếp. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên chuẩn bị tiến tới hôn nhân nhưng mà em trúng tiền nghĩa vụ á. Sao? Em trúng tiền nghĩa vụ quân sự á. Đi quân sự. Nhưng rồi mà đi mấy năm về là chia tay. Còn 6 tháng nữa em ra quân thì bạn nữ lấy chồng. Tiếc quá. Dạ, và từ đó tới còn giờ 6 tháng nữa thôi mà bạn nữ lấy chồng. Dạ, từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình nào. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi. 4-5 năm rồi. Dạ. Rồi,
coi như là chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ, dạ với một mối tình đơn phương cấp 3 thôi. Đơn phương 3 năm. Đơn phương các thời sinh viên thời một năm mà. À là một năm còn dạ. Lại mối tình 3 năm thì dạ, là dạ. Yêu cũng sớm đúng không? Mà ngưng yêu cũng sớm luôn. Đúng không? Dạ. Còn bên bên đây á là bạn chưa có mối tình nào luôn mà bằng tuổi với em. Dạ. Đó cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Dạ. Em muốn tìm một nửa thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? À, thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên được rồi. Mình cao nhiêu cưng? Dạ tầm 1m50 thôi. 1m50 được không? Dạ da trắng tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Tóc dài mà ngang vai được chị? Ừ. Này ngang lưng. Dạ. Ngang vai thôi em chứ 1m50 thấp mà tóc nó dài tới thấp lắm. Không dạ. Ngang lưng. Ê, tóc này tóc ngang lưng rồi nè. Dạ. Dạ là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới rồi chị. Mẫu người của gia đình biết dạ. Trên biết dưới. Dạ dạ. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Dạ. À, còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. À tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. À, và cũng cao hơn em nhiều mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em mà. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m65 vậy. 1m65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Đúng không? Dạ. Nhưng dạ. Mà bạn gái muốn là cao. Cao cả về hình thức lẫn về nội dung. Có nghĩa là phải hơn bạn gái một cái đầu để hỗ trợ cho bạn gái. Dạ. Trong cuộc sống. Cố vấn dịch vụ là cũng giỏi lắm đó. Đó đúng rồi đó. Thì đâu. Ta đi cố vấn người ta không ừ. Mà ừ. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? À dạ, em không thích một bạn nam hút thuốc với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á. Dạ. Có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. Em... Không, yên tâm là không rồi đó nha. Rồi gì nữa nè? À, bạn rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là phóng khoáng chị, con trai mà. Rất là phóng dạ. Khoáng, rộng lượng đúng không? Dạ, cũng hơi lẹ và có sự lãng mạn trong tình yêu. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em người sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông? Có, nói chung một cố vấn dịch vụ đó là họ rất là phóng khoáng, họ nói chuyện khách hàng rất thu hút và khách hàng tâm lý, hiểu đó. Tâm lý, đúng rồi. Họ nắm bắt tâm lý chính rất xác. Là kỹ và rất là nhanh. Rồi rung đó, chứ Linh ở đây là gặp rất nhiều cố vấn khách hàng rồi, họ rất là thông minh luôn á. Ha, rồi anh thấy bên đây ổn đó, còn em trai, dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? À, hay càm ràm. Hay... Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm rồi. Cái dạ. Kế bên ý tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết càm ràm chứ tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Cái đó? Càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông, không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trọi. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Mấy người đàn ông làm cho người ta khó chịu hoặc là bồ bịch gái gú bi ôm đô này kia nọ, người ta phải càm ràm chứ. Không, phụ nữ càm ràm dễ thương mà. Ừ. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Dạ. Dạ, có càm ràm nữa có dễ thương em. Dạ dạ. Dạ với lại hình xăm á, xăm xăm, xăm nhưng mà đừng lộ liễu quá, đừng em cũng có căng gì hình xăm mà. Nhưng mình mà có xăm không? Vừa vừa. Dạ, không có chích ngừa bầm bầm chút xíu được không? Được chị. Với lại không nhưng mà cũng ít ghen chút xíu. Tại có ghen không? Nãy có hỏi mà có ghen hàng nhiều anh. Dạ không. Dạ. Không, bên đây tao có ghen luôn á. Không ghen nhưng không ghen không được chị. Yêu mới ghen chị. Dạ. Rồi. Ổn rồi đó, bây giờ là gái đi với ai nào? Đúng rồi, em đi à, ai? Dạ, hôm nay em đi có mợ dì, chị họ em, một số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Ờ, có mợ, có dì. Dạ, chào dạ. Rồi. Xin mời ạ. Mời... Dạ, kính chào Nguyễn Linh và chị Hằng Vân. Dạ. Kính chào các anh chị có mặt trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình và... Hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân. Dạ. Thấy chị đây là mợ hay là gì? Dạ, đây là dì hai. Còn dì hai. Đó là tiếng Úc. À, dì dạ. Như mẹ rồi ha. Đúng rồi. Thấy bạn Nam sao? Dạ, bạn Nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Dạ. Cảm ơn dì. Dạ. Dì có yêu cầu đàn trai gì không? Dạ, nếu mà được đi sâu tiến tới hôn nhân thì yêu cầu là nó biết chăm lo, yêu thương. Dạ, dạ cảm ơn dì. Không nói gì đi. Dạ được dì. Dạ. Dì như là mẹ luôn á. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em ạ. À, bạn đồng nghiệp, bạn thân. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình Bạn Quen Họ ra. Số tập 557. À, hai bạn này là... Ồ đúng rồi. Hoài Hiệp á.
đúng rồi, rồi đây nhìn thấy quen rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Bây giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Thì em là Phương, là bạn của anh Trọng. Nhưng mà giờ anh hỏi giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? Dạ thì cũng ổn, cuối năm. Sau bao lâu thì cưới ta, hai đứa? Cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu rồi ta? Em lúc đó em quay hồi tháng 10. À tháng 10, coi như lúc năm mới. Cái tập 500 mấy đó. 557 anh. 557 đúng rồi. Lúc cái phân mới, lúc cái chị mới làm đúng không? Đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa. Sao Hiệp, sao thấy ổn không Hiệp? Hả? Lúc đó có amity chưa ta? Lúc đó có amity chưa? Chưa, có rồi. Nước rửa tay rồi, nước rửa chén rồi, nước lau xả. Là được một năm rồi đó. Đúng không? Cuối năm nay nhớ đến lãnh hàng nghe không? Cứ nhớ báo cho anh nha. Rồi, trở lại với việc hôm nay. Ủa sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong rồi thấy em với ế quá, đúng rồi. Thấy được á. Xong rồi em với anh Hiệp mới thúc ảnh lên. Ai hả? Tưởng tượng như lắm. Ồ tới đây là cũng giống như hai nó luôn đấy em. Dạ, dạ. Em cũng hy vọng với anh. Rồi bây giờ góp ý thằng gái chút xíu nào. Em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi, thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là cái duyên, thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Nhớ đám cưới mời hai chị nha. Dạ. Tôi lo nha. Nước rửa tay, nước rửa chén tôi lo. Đó, nước rửa tay, nước rửa chén đồ. Ủa em rồi, rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4 kg. Lên được 3-4 kg rồi. Ôi, sung sướng ghê nha. Mặt mãn nguyện với sợ. Tháng 10 tới nay đó. Ừ. Rồi thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Nhớ báo tin tụi anh sớm. Rồi, bây giờ mở rào đi. Bây mở rào hai nó quên cặp này. Quên cái cặp này luôn. Mở cặp rào cặp đi. Đâu ngồi đó thì sao? Mở rào. Đây cưng, mở đây. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đó nè, đưa gấu đi, tôi ôm giùm cho nè. Đó, rồi, đó, tặng đi, tặng quà đi nào. Có món quà tặng. Anh mở được không? Dạ được. Cái ví à. Cái ví hả? Dạ, cảm ơn em. Bây giờ này. Ủa tại sao em lại tặng ví, em nói luôn cho bạn biết đi. Tại sao lại tặng ví? Trọng đứng sát bên đó Trọng. Tại vì theo em nghĩ thì mỗi người đàn ông đều là bên mình luôn có một cái ví cũng như là một cái gì đó thân thiết bên họ, nên là em muốn tặng. Cảm ơn em. Bây giờ Trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Dạ. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha, xin mượn tay em. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên, xin em đừng khóc khi đôi ta giằng hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh, anh yêu em chỉ vậy thôi. Hay. Bạn nam hát hay quá. Để bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ, để đừng có để bị thua cưng. À dạ em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. Dạ, ok. Rồi. Xin miếng music đi.
Chắc tới sáng quá. Vậy được rồi, rồi. Thôi rồi nghiệp. Thôi bớt nhạc đi. Nó nhảy sao? Hồi mệt giờ không nói chuyện được á. Sợ làng trọng nó chịu không nổi. Bé vừa ấy vừa kéo cái dây áo. Sợ chồng nó chịu không nổi. Rồi đó thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi nào. Rồi hai đứa ngồi xuống nói chuyện đi. Đó, cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Mở đầu thì em thấy anh sao? Cảm nhận gì về anh khi mà ấn tượng đầu tiên á? À, nhìn anh cũng rất là thân thiện mà dễ gần à. À, thì quan điểm tình yêu của em như thế nào? Quan điểm của em là đúng người đúng thời điểm. Còn quan điểm tình yêu của anh là chân thành, chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. À, thì có vốn mốt đó thôi mà tới bây giờ luôn đó. À, em có thích đi du lịch không nhỉ? À, em cũng rất thích đi du lịch, đi đây đi đó. Có thích biển không? À, dạ thích ạ. Anh thì cũng thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á. Phượt mà đi, mình đi tới đâu mình dừng đó mình... Kiểu trải nghiệm đúng không? Ờ, à, đúng rồi. À, em có dễ nóng tính không nhỉ? À, cũng thi thoảng thôi, nói chung là có những chuyện gì nó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. À, có ghen lắm không? À, tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu á, chưa yêu ai bao giờ nên là cũng thôi, nhưng mà cũng không ghen. Nhưng mà ghen thì anh vẫn chấp nhận được thôi, nhưng mà cái tùy theo cái cách mà mình thể hiện như thế nào thôi. Cái đó cũng điều tốt mà. Ừ. À, theo anh cái điều gì là quan trọng nhất á, trong mối quan hệ giữa hai người? Thì sự tin tưởng thôi, niềm tin. Sự tin tưởng. À, thì nếu mà hai đứa mình quen nhau thì em có thể sắp xếp được thời gian trong một tháng mình gặp được mấy lần không? À, thì tháng thì chắc cũng được khoảng mỗi cuối tuần. À, thì cái đó thì anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, nhưng quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. À, dạ vâng ạ. Nhưng mà Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm, nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em có dự định gì trong khi bao lâu mình tiến tới hôn nhân chưa? À, nếu như mà tìm hiểu và thấy hợp thì em cũng chuẩn bị để có thể kết hôn. À, dạ vâng. Ừ. Anh thì cũng trong chắc năm trở lại thôi. À, dạ vâng. Ừ. Hỏi đi là em muốn có mấy người con? Ừ, đúng rồi. Em cũng tính hỏi luôn đó chị. Em thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nha. Thì em thích số 4 cho nên là em cũng thích có nhiều con một chút, là 4 đứa. Rồi. Nuôi nổi không Trọng? Quan điểm nó đồng ý không? 4 thì... đứa đó. Được chị. Được ha. Cỡ nào cũng được chứ. lời cuối thì anh cũng nói là anh cũng không giỏi ăn nói cho lắm, cũng không giỏi ngọt ngào, nói là ngọt ngào này nọ. Nhưng mà nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể là có thể làm cho em không cảm thấy giọng nếu mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ thiệt, hai đứa bạn với nhau, thí dụ như có một cuộc tranh cãi thì ai sẽ xuống nước và ai sẽ như thế nào với nhau ha? Dạ, em sẽ chắc em xin lỗi trước chị. Dạ. Kinh tế ai quản lý, chi tiền thế nào, chi tiêu nào mình bàn luôn đi. Thì hiện tại thì anh cũng sống mình, thì khi mà có gia đình thì chắc em cũng cho bạn nữ quản lý anh. Quản lý mới nó mệt lắm. Dạ. Em có gì hỏi anh không? Có gì muốn em hỏi là anh tư vấn xe cộ về, anh tư vấn có gặp nhiều khách nữ không, em hỏi thử coi. À, anh tư vấn vậy là anh có gặp nhiều bạn khác giới không vậy anh? Có, thì công việc này nhiều mà, nói chung khách hàng thì người ta mua xe là người ta làm xe thì cũng nữ nam nhiều, nhưng cũng có trạng tuổi mình cũng có, nhưng mà đó là công việc thì nó khác. Có dễ bị rung động không, hỏi đi. Thì không chị, ngoài trong công việc thì em rất là nghiêm túc. Công việc ra công việc đúng không? Dạ, đúng tình rồi, cảm chị. Là tình cảm đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, phải khẳng định rõ ràng. Rồi, bây giờ cảm nhận về hai đứa thế nào? Mỗi đứa nào nói một câu, sau đó mình tiến hành bấm nút. Em cảm nhận thế nào và em muốn nói gì với người đối diện? Dạ, thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng dễ thương.
xinh xắn, nói chung là cũng đạt tiêu chí của anh đặt ra thì 90% rồi đó. Thì nói chung đến nhau đây cũng đến nhau gặp đây cũng là cái duyên. Thì còn cái nợ thì tùy em thôi, nhưng mà anh chắc bấm nút rồi đó. Rồi được rồi. Dạ. Vậy thôi, còn cô gái sẽ trả lời bằng nút bấm của mình. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Đâu anh Linh? Bấm bên đây cơ. Dạ, ở đâu ạ? Cái này cơ, đây đây. 90% rồi ha Trọng ha. Dạ. Trọng đã thích 90% rồi đó. Đúng như ý của mình rồi. Ừ. Còn vấn đề cô gái có bấm nút hay không, chúng ta chờ xem. Ừ. Mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà, điếm mà. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá à. Nắm tay nhau đi. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình xin phép gia đình đi. Dạ cảm ơn chị. Coi như gia đình đang theo dõi câu chuyện ngày hôm nay ha. Dạ con xin phép gia đình của nhà gái thì con sẽ cố gắng để mà thực hiện những cái điều mà bạn nữ mong muốn, như là tìm một người để mà che chở nương tựa sau này vậy đó. Dạ. Rồi bạn gái cảm nhận thế nào? Nói một vài câu với gia đình đàn trai đi. À cảm ơn hai bạn, tại vì bạn nam cũng rất là dễ thương ạ. À. Cảm ơn ạ. Thủ tục đầu tiên. Tính cuối năm hai đứa tổ chức đám cưới được không? Chung luôn đó. Chung luôn, cho nó vui không? Cặp luôn đi. Giờ để tới cuối năm còn tới 6 tháng nữa. Lâu mà, 6 tháng nữa. Thành tựu giống như nãy 6 tháng. Trời ơi, cưới một lượt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Xin phép hôn. Rồi, chúc mừng các bạn.